Ủa, tự nhiên qua đây chi vậy? Em còn làm mà. Thì thăm em thôi, coi em làm có tốt không? Em làm tốt mà. Nhưng mà phải anh đợi lâu quá. Đâu sao đâu, anh đợi được mà. Anh đợi được hả? Ừ, ngồi chơi ở đây mà. Thôi vậy ngồi không nhiều chủ like em chết đó. Tại vì cho anh 2 tô đi, anh 1 tô em 1 tô. Đặc biệt nha. Là em với anh ăn chung á hả? Ăn chung, vậy vậy chút vô rồi. Trời ơi, hết thằng anh rồi tới nghe em. Tụi bay làm gì vậy? Dạ con xin lỗi chú. Con nghĩ coi, từ lúc mà hai anh em vô làm á, không có được cái gì hết á. Toàn là đập phá đồ của tao không à. Khách khứa thì càng ngày càng vắng. Làm được thì làm được nghĩ đi. Ông chủ, ông làm gì mà lớn tiếng quá vậy? Người ta có cố ý đâu, vô tình mà. Ủa, mày lần nào giờ xây vô đây? Biết gì mà nói. Muốn gì vậy? Là tao xử à? Ủa, ông tính xử kiểu gì? Ông xử sao ông xử đi. Chứ ông là ông chủ mà ông nói chuyện như côn đồ vậy. Tụi bay nhắm làm được thì làm được thì đi hết đi. Đi em ơi. Anh, thôi để em làm xong em dọn dẹp xong đóng này đã chứ giờ em nghĩ gì còn em làm cái gì giờ. Không sao đâu, đi. Ê. Mấy cái tô hôm bữa bể. Rồi bây giờ thêm cái đống chén bát này nữa. Đứa nào đền? Được rồi, để anh xin lỗi ông. Mắc lắm á, tôi trả cho. Đừng có lo. Nè, 1, 2, 3, 4, coi như nè. Đó, dừng hết đống đó nha. Rồi trả cho mấy cái phần mà sắp tới nữa. Anh xin lỗi nha. Ủa sao anh xin lỗi em? Đáng ra phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Thật ra cái ông chủ đó, ông khó khăn với em lắm. Làm gì ông cũng chửi hết á. Với lại á, tiền bạc ông cũng ki bo nữa. Hồi nãy á, công nhận đập cái dĩa em đã cái nư ghê á. Đã lắm hả? Vậy làm vui đúng không? Vui chứ. Vui là tốt anh. Cảm ơn anh. Tao cảm ơn hoài á. Thì anh giúp em nhiều nên em phải cảm ơn anh chứ. Ủa, mà sao anh tốt với em quá vậy? Tại vì nhìn thấy em á, anh thấy được giống như anh lúc trước vậy. Ủa, anh lúc trước anh cũng làm cực giống như em vậy hả? Cũng không cực lắm đâu, không cực bằng em đâu. Thật ra em cũng không có cực gì đâu. Em đi làm có nửa buổi à. Rồi nửa buổi kia em đi học. Trời, chuyện học nó đã cực rồi, mà đằng này em vừa đi làm vừa đi học nữa. Sao mà chịu nổi. Năm sau em tốt nghiệp rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em tính học ngành gì chưa? Em định thi vô trường làm hướng dẫn viên du lịch đó. Em thích đi đây đi đó, rồi em thích giống như kiểu là em thích chăm sóc người khác nữa. Tốt. Mà đợt này á, em đi làm để em phụ tiền cho mẹ. Tại em thấy mẹ lúc nào cũng lo cho em, còng lưng ra lo cho em với anh hai hết á. Đâu ai phụ mẹ em đâu. Cho nên em mới xin việc đi làm như vậy. Mà giờ ông chủ cũng lỡ đuổi việc em rồi. Mẹ mà biết chắc mẹ buồn lắm á. Em. Dạ. Anh nhớ ra là anh có quen một người bạn đang cần tìm người làm. Công việc cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà lương ok lắm. Em làm không? Công việc gì anh? Đâu, thấy quán đẹp không? Trời ơi, anh Tú. Sao ghé đây không gọi em trước? Ghé đây coi em buôn bán làm sao chứ đâu nhất thiết phải gọi đâu. Giới thiệu em đây là Hân, là bạn gái anh. Ôi, nay có bạn gái luôn ta. Chào em. Dạ, chào chị. Uống gì kêu đi nha. Dạ, em uống gì cũng được. Cái cho gì cũng được nha. 2 ly cam dắt nha em. Cảm ơn Lan nha. Nghe nói là Lan đang tìm người giúp việc đúng không? Em cũng đang tìm đó, nhưng mà chưa ai thích hợp hết anh. Giới thiệu với em luôn, Hân đây, chính là người em cần tìm. Trời ơi, tưởng ai chứ bạn gái anh là em yên tâm rồi. Ngày mai đi làm cũng nha em. Dạ ngày mai em đi làm luôn hả chị? Dạ dạ được. Nhưng mà chị cho em làm buổi chiều thôi được không? Tại vì em còn đi học á, nên em học buổi sáng. Ủa vậy có tiện cho em không vậy? Tiện chứ. Nói nghe nè, chị cũng kiếm người phụ vậy thôi à, cho nên là em muốn làm buổi nào cũng được hết á. Vậy tốt quá rồi, em cảm ơn chị nha. Vậy ngày mai á là 2 giờ ghé đây làm luôn nha. Dạ, ngày mai em đi học xong á, em ghé đi luôn. Cảm ơn Lan nha. Có gì đâu. Dạ em cảm ơn chị. Con uống nước ha. Ok. Vậy là tốt bụng lắm. Chị dễ thương thiệt ha. Thôi bây giờ có chỗ làm đàng hoàng rồi, chắc chắn sẽ không có ăn hiếp em như chú Vũ đâu. Wow, nhà đẹp quá à. Em thích không? Ừ, thích lắm. Em thích là anh vui rồi. À, nhưng mà hả, em không có thích ghế gỗ cho lắm đâu. Mai mốt anh đổi cái ghế sofa giúp em nha, nhưng mà phải là màu hồng. Ok cô nương. Với lại mua cho em thêm một cái tủ giày bỏ ngay đó, cũng màu hồng luôn. Bây giờ về nha. Cô nương của anh mà thích cái gì cứ nghĩ ra rồi nói một lần đi, anh sắm luôn một lượt. Thích quá à. Anh lúc nào cũng chia em như vậy có phải cưng hơn không? Người nhưng yêu mà, của anh mà. Nhưng mà nè, khi nào anh ly dị vậy? Thì anh đang sắp xếp, chắc cũng nhanh thôi. Mà đang vui em nhắc chuyện đó làm chi vậy? Em phải nhắc chứ, tại vì em nôn nóng lắm rồi. Em nôn nóng là danh chính ngôn thuận làm vợ anh. Em đi coi nhà tiếp đây. Anh biết, ráng chờ nha. Đó, em thấy không? Đẹp quá. Ủa mẹ, sao khuya rồi mẹ không ngủ đi mẹ? Mẹ đợi con về đó. Trời, con lớn rồi đâu phải nít đâu mà đợi. Tại dạo này con cứ đi về khuya. Mẹ có gọi cho mấy người trong công ty á, thì họ nói con về sớm rồi. Con đi đâu? Và đi với ai? Dạ con đi chơi với mấy thằng bạn thôi. Bây giờ con đi đâu á thì mẹ cũng đâu có quản được. Nhưng con phải biết là ngày mai con còn phải đi làm sớm, nên con phải biết thu xếp thời gian để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của mình. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm chuyện đó đi. Thôi con lên tắm rửa nha mẹ. Chưa. Còn chuyện tình cảm của con, nếu con có quen với ai á thì con cứ chia sẻ với mẹ, đừng có ngại gì hết. Nếu có quen thì cứ dắt về nhà giới thiệu để cho mẹ biết luôn. Dạ chắc chắn rồi, mẹ yên tâm đi. Con mà có quen với ai thì mẹ là người biết đầu tiên. Nghe mẹ, con lên ngủ nha mẹ. Mẹ cũng ngủ sớm nha. Dạ. Alo, anh về rồi nè. Tranh thủ nghỉ ngơi rồi ngủ ngon nha. Còn anh thì sao? Về muộn mẹ anh có nói gì không? Anh lớn rồi mà, thì mẹ anh hỏi sao thì anh trả lời vậy thôi. Em nữa, tranh thủ quên cái chuyện buồn hôm nay đi nha. Mai phải thể hiện cho tốt á. Nói chơi chứ cố gắng vừa thôi. Đi làm nhưng mà phải chừa sức đi học nữa, biết chưa? Ngày mai tan làm đi rồi anh giảm đi ăn. Dạ, ok anh. Anh ngủ ngon nha. Sao em dậy sớm vậy? Thì em dậy sớm nó ăn sáng cho anh nè. Công nhận nha, vợ anh là đảm đang nhất đó. Đâu, nấu cho anh món gì? Em nấu đơn giản thôi. Em nấu cho anh hả, là đồ kho nè, với lại một miếng canh. Thơm. Công nhận, quá thơm luôn á. Nhưng mà đối với anh, chỉ có món này là ngon nhất thôi. Nè, anh đã ăn chưa đó? Tất nhiên là ngon lành sạch sẽ rồi mà. Má nó, sao cứ đúng lúc quan trọng là gọi điện thoại lần sau ta? Thôi nghe đi. Chờ anh chút nha. Alo anh nghe. Ừ, đúng rồi em. Ủa, anh tưởng là ông Lâm đã làm việc trực tiếp với em rồi chứ? À thôi được rồi, cái ông này làm việc kỳ cục quá ta. Em yên tâm đi nha. Rồi, anh sẽ hối thúc ông ta. Rồi. Bộ công ty có chuyện gì hả anh? Không có gì đâu em. Không có chuyện gì thiệt không? Sao em thấy anh căng thẳng quá vậy? Sao không liên lạc được ta? Cái gì thiệt cái ông Lâm này? Alo. Ồ e ý suốt à. Alo. Alo, kế toán công ty hả? Hôm nay có liên lạc được với ông Lâm không? Sao kỳ vậy ta? Anh cũng không liên lạc được luôn. Mà tiền giao đủ cho ông hết rồi hả? Thôi được rồi, em chết lại địa chỉ công ty cung cấp nguyên liệu rồi báo cho anh gấp nghe chưa? Ăn cơm đi nè. Em dọn cơm ra ăn cơm thôi. Alo, anh nghe đây. Không liên lạc được hả? Làm sao? Lừa sao được mà lừa. Mà nè, số hàng trong kho còn đủ để cung cấp cho người ta cuối tuần này không? Chết mẹ rồi. Xong chưa? Ủa? Ừ. Dạ em lau bàn nữa là xong rồi. Cầm á. Công việc của em mà. Em phải làm thôi. Vô thay đồ đi, anh chở đi chơi. Giờ đi luôn hả? Ừ thì xong thì đi chơi thôi. Để em xíu nha. Ừ. Hello Lan. Dạ cha tới đón cô gái thì sao? Hỏi nè, nhân viên bữa nay có làm tốt không? Có quậy quạng gây phiền hà gì không vậy? Không có gây phiền hà vậy đó, mà ngược lại nữa, rất là chăm chỉ nè, dễ thương. Mà quan trọng nhất là lễ phép lắm, em ân ghê luôn á. Chị cứ khen em hoài à. Công việc của em mà. Xong chưa? Dạ rồi. Bà chủ giờ về chưa vậy bà chủ? Rồi về đi. Dạ cảm ơn chị, ngày mai em qua. Ừ, ok, mai gặp. Đi nha Lan chị. Dạo bữa nay làm có vui không? Trời ơi, vui quá trời luôn á. Em không có ngờ chị Lan chỉ thân thiện với là chỉ vui vẻ vậy luôn. Chị á vừa tâm lý nè, lại vừa biết chia sẻ nữa. Ví dụ như trong nhóm á, mà mỗi lần làm việc cực á là chị hay mua trà sữa cho tụi em uống lắm á. Ủa sao không đãi cà phê, bà bán cà phê mà. Ủa bán cà phê nhưng mà bán nhiều món khác là bán sữa chua nè, bán nước cam nè, trà sữa là chị đặt ở ngoài. Không, em nghĩ đến một câu chuyện vui. Hồi nãy á, có hai vợ chồng kia kìa vô quán rồi uống nước. Sao em về sớm vậy? Em phải là người hỏi anh mới đúng đó. Sao mấy hôm nay nhìn anh lạ quá vậy? Không có chuyện gì hả? Cũng là chuyện công việc thôi em. Chuyện công việc mà cụ thể là chuyện gì mới được. Em thì cũng coi như là vợ anh rồi. Cứ tâm sự chia sẻ với em đi. Sao có chuyện gì nói em nghe đi. Anh bị người ta lừa. Hả? Bị lừa? Bị lừa là sao? Cái người làm chung với anh bao nhiêu năm nay, bây giờ họ gom hết tiền của công ty rồi bỏ đi. Em à, có khả năng là công ty sẽ bị phá sản đó. Cái người làm ăn với anh bao nhiêu lâu nay? À đúng rồi, ví dụ như mà làm ăn với anh bao nhiêu lâu nay, anh phải biết nhà cửa, gia đình, người thân của họ đâu chứ. Anh đã làm hết cách rồi, nhưng hắn đã bỏ đi, chuyển nhà đi nơi khác anh tìm không được. Mà bây giờ có báo cho công an thì cũng đâu giải quyết được liền. Tụi mình còn chưa cưới nhau nữa mà sao hết chuyện này tới chuyện khác vậy? Anh xin lỗi. Rồi bây giờ anh tính làm sao? Chắc có lẽ là anh phải bán căn nhà này để trả nợ. Không được. Tụi mình vừa mới chuyển nhà ở được có mấy ngày thôi anh, còn đang trả góp mà. Bán là bán làm sao? Nhưng mà anh hết cách rồi. Bao nhiêu thứ bây giờ là nợ ngân hàng, nợ khách hàng, nợ tất cả. Cách gì? Anh, hay là bây giờ anh về nói chuyện với lại bà vợ cũ của anh, bán căn nhà bên đó đi, đủ cho anh xoay sở đó. Em nói cái gì vậy? Bây giờ anh còn mặt mũi nào để trở về căn nhà đó chứ? Anh nói vậy là sao? Đó là cách duy nhất rồi. Nhưng còn các con anh, nó sẽ nghĩ gì về ba của nó? Vậy còn em thì sao? Anh không nghĩ cho em hả? Em à, anh rất yêu em, lúc nào anh cũng nghĩ về em. Nhưng mà dù gì em vẫn còn có anh. Còn các con của anh, nếu mà bán nhà rồi tụi nó ở đâu? Tụi nó còn đi học mà. Rồi sau khi bán nhà, tất cả mọi người xung quanh họ sẽ nghĩ anh như thế nào? Em ơi, đó là cách duy nhất. Ý của anh là anh không muốn hình ảnh của anh xấu trong mắt các con của anh chứ gì? Đúng, anh không thể nào xấu hơn được nữa em ơi. Vậy ý của anh là vì em cho nên là hình ảnh của anh mới xấu đúng không? Kìa em, sao em lại nói như vậy? Em hiểu rồi. Nếu như mà anh không ngoại tình với em, anh chung thủy với lại vợ con anh đó, thì khi anh gặp nạn, anh muốn bán mấy căn nhà cũng được, không có ai dám nói gì anh hết á. Nhưng mà vì anh ở với em, vì em cướp anh khỏi các con anh, cho nên là bây giờ là do em hết đúng không? Không phải đâu, anh chưa từng nói như vậy mà. Em biết rồi, em hiểu rồi. Nhưng mà em đâu có lỗi gì đâu. Anh là người lừa dối em mà. Chính anh nói với em là vợ anh đã chết rồi. Vậy em đem lòng yêu thương anh, em dành cả tuổi trẻ của mình để bên anh. Nhưng mà bây giờ thì sao? Lúc nào cũng các con, các con. Vậy em là cái gì? Thôi mà, đừng có khóc nữa. Nên đi. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Từ bây giờ cho tới cuối đời, em là người chăm sóc, em là người bên cạnh anh. Em không muốn tụi mình khổ. Em ạ, em Hạnh, Hạnh. Tan học trễ quá vậy? Tại hôm nay cô cho bài tập nhiều, cho nên là em phải làm hết bài tập đó rồi em mới đi về được chứ. Chứ nguy hiểm quá. Mai mốt có gì á nhớ gọi cho anh, anh đưa về. Chứ con gái đi về buổi tối nguy hiểm lắm nha. Em biết rồi. Đi. Ủa mẹ. Bạn con hả? Dạ con chào cô. Cha cũng xinh xắn đáng yêu quá ha. Nè, dạ, cũng đến giờ ăn tối rồi, mẹ có nấu cơm sẵn ở nhà rồi đó. Con mời bạn con về ăn cơm chung nha. Dạ, dạ thôi khỏi mẹ. Hân cũng phải về nhà sớm, thôi để bữa khác hả mẹ ha? Đâu phải lúc nào cũng có dịp tình cờ như vậy đâu con. Nè, đưa bạn gái về nhà ăn cơm cho biết nhà luôn. Con đồng ý không? Dạ. Dạ được cô. Dạ, con mời cô. Ừ. Hân nè. Dạ. Cô rất thích cái váy con đang mặc đó. Nhìn nó vừa trẻ trung và năng động lắm. Dạ con cảm ơn cô. Cái váy này là anh Tú lựa cho con á. Ồ, thằng Tú nhà cô nó cũng có mắt thẩm mỹ ghê luôn. Vậy mà từ trước đến giờ nó chưa chủ động lựa cho cô được bộ nào ưng ý cả. Mẹ sao tự nhiên mẹ nói vậy? Mẹ nói giỡn đó. Mà nè. Dạ. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 20 tuổi. Tháng 12 này là 21 tuổi á mẹ. Vậy con đang là sinh viên hả? Dạ đúng rồi, trường đại học công nghiệp. Học giỏi dữ thần luôn á. Tú. Dạ. Mẹ đang hỏi Hân, sao con cứ chen vào hoài vậy? Dạ. Hân à. Dạ. Tụi con quen nhau lâu chưa? Dạ tụi con quen biết nhau được 1 tháng rồi cô. 1 tháng rồi sao? Dạ. Cũng lâu đó chứ. Mà sao con không dẫn bạn về nhà mình ăn cơm? Dạ cô, con thấy tụi con cũng chưa tới mức đó đâu cô, cũng không có lâu vậy. Lần sau có dịp, con nhớ đưa bạn về nhà mình nha. Cô á, biết nấu rất nhiều món ăn ngon, bảo đảm là con sẽ thích. À, mà nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở Bình Tân, ở khu Tân Tảo á cô. Hèn chi mấy bữa nay, thằng Tú nó về muộn ghê. Ăn cơm luôn rồi. À, mà ba mẹ con thế nào? Dạ, ba mẹ con ly dị rồi cô. Con đang ở với mẹ. Mẹ con bán hàng ngoài chợ á. Cho cô xin lỗi con nha. Dạ, không có gì đâu cô. À, mẹ con á cũng giống như cô hồi xưa vậy đó. Cô một mình phải nuôi thằng Tú nên người. Lúc trước á, cô bon chen dữ lắm. Bây giờ á, chỉ mong sao thằng Tú nó biết nghe lời cô, cưới được một người vợ phù hợp để cho cô an tâm dưỡng già, chơi với con cháu là cô vui lắm rồi. Thôi mẹ tự nhiên nói chuyện vợ con hay kỳ quá mẹ. Ăn cơm đi. Có gì đâu con. Mẹ phải nói như vậy á thì con mới tranh thủ được chứ. Mà nè Hân, con ăn nhiều vô con. Đây. Dạ. Mắm nè. Con ăn nhiều mắm vào. Dạ, con cảm ơn cô. Mắm này là cô làm đó. Dạ. Sao vậy em? Vậy em đánh khất lần sao? Nợ tôi anh hơn 1 tỷ chứ có ít đâu mà em giận mặt hoài vậy hả? Dạ không. Anh ơi, anh ráng cho em vài bữa nữa được không? Rồi em gom em trả cho anh liền nha. Lúc vậy em mượn anh á, anh đâu có nhăn nhó hay khất gì em đâu. Anh đưa em nhanh lắm mà. Mà nghe nói là chồng em làm giám đốc gì mà xin cái rẹt là xong chứ gì? Dạ, chồng em dạo này gặp khó khăn dữ lắm. Em cũng muốn làm tiền của chồng trả cho anh luôn đi cho nó khỏe. Nhưng mà anh ráng cảm cho em nha. Cho em một thời gian nữa thôi, em trả cho anh không thiếu một đồng nào hết nha anh. Sao nói nhiều tôi mệt quá. Thôi rồi, cuối tuần này tao cho người đến tận nhà mày. Nếu mày trả trước thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn không thì đừng trách sao tao ác nha. Anh cuối tuần. Dạ thôi cũng được, em sẽ ráng trước chủ nhật cho anh. Thứ Bảy. Anh cuối tuần là chủ nhật chứ. Đéo nói nhiều. Ê anh chủ mẹ mày, thằng chó. Tao mà không nợ mày hả? Mày đừng có mơ mày lớn tiếng với tao nha. Anh về rồi hả? Tình hình sao rồi anh? Vậy là sao? Sao anh không trả lời em gì hết vậy? Mình không thể làm như vậy được em à. Tụi mình là thống nhất với nhau rồi mà anh. Bây giờ anh nói không làm như vậy được là anh làm sao? Ý của anh là vẫn muốn bán căn nhà này hả? Đúng. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Mình phải bán căn nhà thôi. Vậy rồi em ở đâu? Rồi em phải sống làm sao đây hả anh? Em à, tạm thời mình sẽ ở nhà thuê. Anh sẽ cố gắng đi làm. Anh hứa là anh không để em khổ đâu. Ở nhà thuê, cố gắng không để em khổ đâu. Đây là những cái lời hứa mà anh cứ hứa hoài những người anh thương sao? Em không chịu nổi đâu. Ráng đi em. Ráng một thời gian nữa, khi công an điều tra ra tất cả mọi việc nó sẽ bị bắt, là mình sẽ có tiền lại. Lúc đó anh sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ lo lắng cho em. Em sẽ hạnh phúc mà, nha. Nghe em. Anh hứa mà ông thấy mệt hả? Em nghe hoài em không có tin anh được nữa. Nếu như mà bây giờ anh không làm á thì để em làm. Hạnh à, Hạnh à, nghe anh nói nè Hạnh.